xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với kênh của mình à, và mình là nguyễn ngô thượng thì ở trong video này thì chúng ta sẽ demo cái báo cáo dòng tiền sử dụng cái CPay thì đây là cái dashboard mà chúng ta à, chúng ta có ok chúng ta có thể theo dõi được ra vào dòng tiền đây nhé bây giờ để chi tiết thì mình sẽ đây là cái luồng của mình thì khi mà mình dùng ngân hàng đúng không à, nó sẽ có cái thông báo bế động số dư cho mình và cái nhược điểm là nó chỉ báo về điện thoại thôi còn ví dụ nó không có thống kê lại ở đâu cho mình thì mình sẽ dùng một cái giải pháp là cái CPay này đây CPay này nó sẽ nhận thông báo bắt mấy cái thông báo số dư này sau đó thì nó sẽ tổng hợp về cho mình một nơi thì đây là cái này nó sẽ giúp cho mình chia sẻ biến động số dư ví dụ chia sẻ vào trong group chat này hay là đồng bộ đây trong group chat này hay là đồng bộ dữ liệu về trong cái một cái file cho mình để mình quản lý để mình theo dõi thì đây là cái bảng giá của CPay này thấy nó khá là rẻ ví dụ như free thì chúng ta có thể là ba năm giao dịch một tháng và theo năm thì chi phí nó sẽ rẻ hơn đối với doanh nghiệp đây là tích hợp khá là nhiều này telegram này lắc này vosit này đây nó có cả webhook với api nhé, để kết nối qua api banking và cái sms banking này rồi và triển khai là khá là nhanh thôi bên hỗ trợ cũng ok mọi người có thể nhấn bắt đầu ở đây link thì mình, mình sẽ để dưới phần mô tả video đây mọi người vào cho mình cái cpay nhé cái link thì mình sẽ để dưới phần mô tả đây thì mình vào này cpay là ví dụ ở đây là mình dùng dùng google sheet đấy thì uh, dữ liệu của mình sau khi có là đây của shit mình đây. Đây là cái dữ liệu demo thôi nhá, mình không dám để dữ liệu thật ra vì sợ YouTube nó xóa. Đây là chỉ demo thôi này. Ngân hàng này, thời gian giao dịch này, số tài khoản của mình này. Uh, nội dung thanh toán, số tiền, uh, in out uh, giao dịch ra giao dịch vào ấy, tiền ra tiền vào ấy. Rồi tính lũy kế, uh, số dư dòng tiền. Với lại mình ở đây mình có thêm một phân loại nữa, ví dụ như cái đấy là chi phí hay doanh thu. Mình sẽ dùng ở đây. Dữ liệu nó tự động đẩy về cho mình. Ok thì sau khi mà về được cái Google Sheet rồi đúng không? Mình sẽ sử dụng cái Locker Studio này. Cái này là của Google nhá. Đây, cái tool này của Google này dùng miễn phí. Mọi người có thể là sử dụng cái này để làm cái đặt bao báo cáo. Về chi tiết thì mình có để vấn dưới phần mô tả nhá. Ok thì sử dụng cái này thì chúng ta sẽ làm được một cái báo cáo nó cụ thể ở đây. Ví dụ như cái file này mình làm sẵn rồi này. Mọi người có thể là duplicate ra tạo bản sao và sử dụng lại thì cái tạo bản sao thì mình cũng để video dưới phần mô tả cho mọi người để mọi người có thể sử dụng với cái này thì chúng ta có thể là theo dõi được cái dòng tiền đây tổng số số hiện tại là bao nhiêu cái này thì mình sẽ lót lại đây nhá mình có thể lót dữ liệu mới này đây căn cho ship e để lót nhá nó cái này tiếp tục là mình có một số bộ lọc này mình tạo một số bộ lọc để lọc theo ngân hàng xem là ngân hàng này à, tiền ra tiền vào bao nhiêu hay là theo từng số tài khoản tiền ra tiền vào của từng số tài khoản bao nhiêu và chỗ này là mình sẽ lọc theo thời gian các thứ được à, lọc tự động này 7 ngày qua này 14 ngày 30 ngày này tháng này năm này Đấy, đây là một số cái thông tin ví dụ tổng tiền vào mình bao nhiêu à, số lượng bao nhiêu cái giao dịch trong khoảng cái thời gian mình lọc đây đây là 30 ngày nhá thì mình có thể đi chuột đây để mình xem được là ở ừ, ví dụ cái ngày, ngày cao nhất là 2 triệu tư này ngày 30 tháng 1 hay 24 và đây là một số ngày thấp nhất 500.000 này 300 này đấy thì mình sẽ theo dõi được đây là tiền vào và tiền ra thì mình cũng theo dõi ở đây nhá à, cái này là ví dụ giảm 42 so với 30 ngày trước vì do là mình đang lọc ba 30 ngày e qua mà ok thì ở đây là mình có một số cái biểu đồ để theo dõi về cái tiền vào theo từng số tài khoản xem là tiền vào từng số tài khoản nào nào nhiều cái nào ít đây mới anh là số dư nhiều nhất này số dư hiện tại là 4 triệu này đây số dư tài khoản có từng cái mã nhá để mình biết được cái tài khoản nào còn tiền tài khoản nào hết đi rồi thì ở đây là một cái để theo dõi ở cái số dư theo ngày thì ở đây là mình đang lọc 30 ngày cho nên nhìn nó khá là rối Ví dụ mình có thể lọc 7 ngày qua đi đây. đây, chọn 7 ngày qua này Chọn áp dụng Thì nó sẽ lọc dữ liệu cho mình trong 7 vài ngày vừa qua Đấy Rồi, cái này lỗ đi Chắc để tí mình F5 lại sao Rồi đây, thì ví dụ như đây mình có thể theo dõi này 7 ngày qua Ngày mốt đẩy tiền vào bao nhiêu, tiền ra bao nhiêu Và số dư còn lại để Tiền ra triệu 2, tiền vào 800 thôi Cho nên là số dư mình chỉ còn 400.000 Đấy, và mình có thể theo dõi được tổng số dư trên này nhé rồi còn cái này là tổng số dư hiện tại của mình là nó sẽ cộng dồn hết tất cả tiền ra tiền vào nó sẽ không có lọc theo thời gian rồi đây thì tiếp tục nhá thì chỗ này là có một cái bảng để mình theo dõi in out này đây ngân hàng này ngân hàng Long bank này mình có hai tài khoản mình theo dõi tiền vào tiền ra ở đây với lại cái số dư còn lại phát sinh đây còn 200 trăm các thứ này ok thì đấy là báo cáo dòng tiền ra mình sử dụng cpay để mình đẩy dữ liệu về Google sheet và đồng bộ vào trong cái locker này để để báo cáo ở đây mình có tự thêm ra một số cái doanh thu chi phí để mình theo dõi đây này đây mình có thêm một cái phân loại này cái này thì mình có thể phân loại thủ công nhá Đấy, sau đó thì mình sẽ tạo ra một số cái để theo dõi ví dụ như là chi phí thì chi phí nào nhiều chi phí nào ít theo thời gian thì nó thay đổi như thế nào đây cái nào tăng cái nào giảm mình theo dõi ở đây cái tương tự như vậy đối với doanh thu nhá doanh thu theo từng nguồn và doanh thu theo thời gian nó thay đổi như thế nào ở đây là một số cái báo cáo về cái dòng tiền là mình thống, tính tổng này theo tháng từ từ cái bảng ma trận này không vậy mình sẽ theo dõi được là cái tiền ra tiền vào theo từng tài khoản và ở từng tháng là như thế nào ví dụ ở đây tháng 2 không hai này uh, tiền ra của cái tài khoản này đuôi hai ba một là âm ba triệu rưỡi đấy và vào thì là hai ba một đây vào thì uh, là 5 ,9 triệu 9 đấy thì mình th sẽ theo dõi được và tính tổng ở đây được ok và đây là một số cái ghi chú mọi người có thể theo dõi mọi người có thể tham khảo trang chủ cái thứ đây nhé Và link đăng ký tài khoản ở đây, cũng như là cái data gốc và cái uh, dữ liệu mẫu mọi người có thể tải bản sao về và kết nối vào để sử dụng. Ok, nếu mà thấy hay để lại cho mình một like, cũng đăng ký kênh nhé Còn mà nếu như mọi người có thắc mắc gì có thể comment xuống bên dưới phần mô tả. À ở nhà phần bình luận mình sẽ uh, nếu biết thì mình sẽ hỗ trợ mọi người.